Làm điều đặc biệt, Messi đã sẵn sàng nhận quả bóng vàng thứ 8. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho lễ trao giải quả bóng vàng 2023, Messi đã sửa soạn một diện mạo mới. Theo đó, thợ cắt tóc của Messi ở Miami đã đăng tải bức ảnh cùng siêu sao người Argentina với mái tóc mới, cùng bài viết giúp Leo Messi chuẩn bị cho sân khấu lớn sẵn sàng vào ngày mai. Đó sẽ là ngày đặc biệt mà cảm tạ Chúa, anh ấy sẽ giành được quả bóng vàng thứ 8 của mình. Theo kế hoạch, Messi sẽ quay trở lại Paris để dự sự kiện quan trọng này diễn ra vào rạng sáng mai ngày 31 tháng 10 giờ Việt Nam. Anh được coi là ứng cử viên sáng giá nhất sau khi cùng tuyển Argentina lên ngôi vô địch World Cup tại Qatar năm ngoái. Đối thủ chính của anh là Erling Haaland, tiền đạo người Na Uy đã giúp Man City giành cú ăn 3 mùa trước cùng ngôi sao Kylian Mbappe của tuyển Pháp. Song, trước khi lễ trao giải diễn ra, nhiều nguồn tin đã tiết lộ Messi sẽ có được quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp.